Hi everyone, chào mừng các bạn trở lại với chương trình Drama Photo X Learn with KK ha. Ở unit 5 này thì mình sẽ nói về cái cách phân biệt biện ngữ qua to verb và verb in, là hai cái dạng động từ mà mình hay gặp khi mà làm bài reading ha. Thì trong câu mình thường sẽ thấy hai cái này, hai cái dạng động từ này, và mình nói luôn là khi mà mình gặp hai cái dạng này thì mình nhớ là nó không làm biện ngữ trong câu nha. Nó không làm biện ngữ trong câu thì nó sẽ như thế nào? Mình sẽ xét một cái ví dụ như thế này. I read a book. Cái câu này thì rất là quen thuộc rồi đúng không? I read a book, tôi đọc một cuốn sách. Thì cái chữ read này nó làm động từ chính trong câu, và từ đây cho đi nó là biện ngữ của mình. Thì ở đây read nó được chia thì hiện tại đơn. Rồi thì bây giờ mình ví dụ mình có câu này: I read in a book. Mình viết lại là I read in a book, hoặc là I to read a book. Các bạn nghe nó rất là kỳ đúng không? Verb in xuất hiện ở đây, hoặc là to verb xuất hiện ở đây, là rất là kỳ và rất là lạ. Nhưng mà ở đây là nó không thể nào làm vị ngữ trong câu được, tại vì nó không đúng ngữ pháp ha. Tại vì verb in nó xuất hiện ở câu này, nó phải có một cái to be để nó phải là thì ở thì hiện tại tiếp diễn, hoặc là thì quá khứ tiếp diễn. Nó phải là I am reading, hoặc là I was reading a book thì nó mới đúng về ngữ pháp. Còn reading, I reading không thì nó không đúng về ngữ pháp các bạn. Cho nên reading ở đây nó không thể nào làm vị ngữ trong câu được. Hoặc là to read cũng vậy. To read nó không là thì gì cả. Không có thì gì cả. Trong một câu nó không có thì gì cả. Và mình không xác định, mình nó không phải là động từ chính luôn. Mình không nói được như vậy, mình không biết được như vậy, sai ngữ pháp về tiếng Anh ha. Cho nên mình nhớ là verb in và to verb nó không thể nào làm vị ngữ trong câu được. Vậy thì verb in và to verb nó có mục đích gì trong câu? Thì ở đây mình sẽ xét một cái ví dụ như thế này. Đây câu này I want to help you, thì ở đây mình thấy to verb là to help đúng không? To help này, và đằng trước nó có một cái động từ want nữa. Tôi muốn giúp bạn, thì cái to help này giúp này thì nó sẽ mô tả cho cái chữ muốn này. Cho nên động từ chính của mình trong câu nó sẽ là want chứ không phải là help. Cho nên ở đây vị ngữ của mình nó sẽ bắt đầu từ chữ want này trở đi, động từ chính trở đi. Tôi muốn giúp bạn, I want to help you đó. Cho nên to verb nó đóng vai trò là mô tả cho cái động từ chính, bộ nghĩa gì động từ chính ha. Hoặc là câu này she is happy to help you. Thì to verb ở đây cũng vậy, to verb ở đây nó không thể làm biện ngữ được, mà nó đóng vai trò mô tả cho cái chữ happy này. Cô ta thì vui vẻ để giúp bạn, vui vẻ để giúp bạn, thì ở đây biện ngữ của mình nó sẽ bắt đầu từ to be trở đi. Từ to be trở đi, và có một cái tính từ đây nữa, thì to verb nó làm mô tả cho cái tính từ này. Rồi đây đó, rồi câu này my mom asked my sister to buy a fish. Cái này cũng vậy, to buy này nó không thể nào làm biện ngữ trong câu được ha. Nó đóng vai trò làm bổ ngữ, làm mô tả, và mô tả cho cái gì thì mình nhìn đằng trước mình sẽ thấy cái chữ ask này. Mẹ tôi yêu cầu chị tôi mua con cá, thì cái chữ ask yêu cầu này nó đóng vai trò là động từ chính, còn chữ to buy này nó bổ nghĩa cho cái chữ ask này thôi. Mình phải hiểu được như vậy, cho nên nó không thể nào làm biện ngữ được. Biện ngữ của mình sẽ bắt đầu tự động từ chính trở đi. Rồi nhớ ha. Thế thì còn verb in thì như thế nào? Verb in thì nó cũng tương tự, nó sẽ đóng vai trò làm bổ nghĩa cho một cái gì đó, thành phần nào đó trong câu. Ví dụ như câu này: The baby sleeping there is my kid. Đứa bé mà đang ngủ ở đó là con của tôi. Thì cái chữ verb in ở đây, sleeping ở đây, nó không đóng vai trò làm vị ngữ được ha. Mình nhìn cho mình cứ tưởng là baby là chủ ngữ, là từ sleeping thì sao là vị ngữ, thì không đúng nha. Cái này là cái dạng mệnh đề quan hệ rút gọn. The baby which is sleeping there is my kid, thì chữ y này chữ thì nó mới là vị ngữ của mình nha các bạn. Thì còn cái chữ sleeping này nó chỉ bổ nghĩa cho cái chữ baby này thôi. Nó mô tả cho cái chữ baby này, đứa bé nào, đứa bé mà ngủ, đang ngủ ở đó là con của tôi. Cho nên to verb và verb in nó không đóng vai trò là biện ngữ trong câu được.
khi mình nhìn vào trong câu, mình phải hiểu được như vậy. Và để phân biệt được nữa thì hôm trước mình cũng đã nói rồi ha, mình trong câu mình tìm ra to be trước, tìm ra to be trước, hoặc là mình tìm cái động từ chính trong câu trước, xác định cái động từ chính đó. Nếu mà lỡ nhìn trong câu rối quá, mình thấy to verb và hoặc là verb in thì mình cũng biết nó không phải là vị ngữ, mà mình nhìn đằng trước của nó, nhìn đằng trước, nhìn đằng sau của nó, coi nó bổ nghĩa cho cái thành phần nào và xác định được vị ngữ ha. Rồi bây giờ mình xét một số ví dụ, ví dụ cụ thể nè trong bài nè. Đây câu này, mình sẽ thấy đây are hoping, to, thì đây are hoping to cái gì đó, to verb, to enter, thì nguyên cái khúc này nó là vị ngữ của mình rồi. Còn cái chữ to enter này, nó đóng vai trò, nó mô tả cho cái chữ hoping này. Hoping đang hy vọng, động từ chính của mình là hope, đang hy vọng để vào trong cái gì đó, để bước vào trong cái gì đó. Rồi còn câu này, câu này là rồi mình sẽ thấy là chữ provide là động từ rất là quen thuộc, cung cấp cái gì đó. Thì ở đây mình không thể nào nó làm việc được, tại vì mình nhìn vô mình sẽ thấy cái to be đằng trước nữa. To be đằng trước thì từ to be trở đi nó đây nè, are struggling thì đã tiếp diễn, be cộng góp in. Thì cái chữ provide này nó mô tả cho cái chữ struggling này, struggling to adequately provide đó. Thì đây đang đang chật vật, đang đấu tranh để cung cấp một cái gì đó, cung cấp cái gì đó ha. Đó cho nên chữ provide này không thể làm vị ngữ được, to provide này không thể làm vị ngữ được ha. Rồi còn câu này, câu này mình nhìn mình sẽ thấy to possess, to có nghĩa là sở hữu hoặc là có cái gì đó, động từ này. Thì ở đây mình thấy to verb nó không thể nào làm vị ngữ được đúng không, không thể làm vị ngữ được, và nó sẽ bổ nghĩa cho một cái gì đó ở đằng trước, nó là cái gì. Mình nhìn xuống đáp án đó là toàn là động từ hết và ở dạng động từ hết, cho nên chỗ này của mình ở đây nè mình sẽ làm một vị ngữ, nó sẽ thiếu một vị ngữ, tại vì ở đây cái chữ possess này nó sẽ bổ nghĩa mô tả cho một cái động từ đó. Thì động từ chính trong câu mình nhìn từ đây phía trên, động từ chính chưa có đúng không, cho nên ở đây nó sẽ là một vị ngữ. Và mình nhìn vô, mình nhìn vô mình cũng có thể mình loại bỏ được một số cái đáp án nè. Thí dụ ở đây mình nhìn vô mình biết từ đây cho đi của mình là vị ngữ rồi, tại vì nó thiếu vị ngữ rồi. Thì từ đằng trước này nó sẽ là chủ ngữ của mình. Vậy thì cái chỗ này mình nó có, nó bị thiếu vị ngữ thì nó chỉ có thể là những cái dạng của vị ngữ thôi, mình sẽ loại bỏ được những cái nào mà không phải là dạng vị ngữ. Rồi nhưng mà ở đây đều là vị ngữ hết ha, đều là vị ngữ hết, chỉ có là số ít số nhiều chia động từ nè, số ít số nhiều thôi. Đó rồi. Ở đây có câu này rồi, câu này mình sẽ thấy chữ becomes rất là quen thuộc đúng không, nhìn như thấy chữ as đó, chữ as là liên từ, sau này có dấu phẩy nữa, cho nên câu này là thuộc dạng câu phức có hai vế ha. Rồi câu vế thứ nhất của mình là nằm ở đây đó, và nó xuất hiện chữ be ở đây đó, chữ be ở đây. Nhưng mà cái câu vế một này nó là cái dạng mà so sánh, cái chữ dan đây nè nó là dạng so sánh hơn đó, so sánh hơn, cho nên ở đây mình sẽ có chủ ngữ đó, chủ ngữ cái gì so sánh với cái gì đó. Words ở đây là vị ngữ, từ đây cho đây nó là vị ngữ của mình đó. Còn cái vế hai của mình nó cũng có chữ R ở đây nữa đó, cho nên vị ngữ hai của mình nó sẽ bắt đầu từ đây, gọi là chủ ngữ hai đó. Và ở đây mình thấy chữ to spend nữa không, to verb nữa đó, to verb thì nó sẽ mô tả cho cái chữ force này ở đây đó. Đây là dạng bị động ha, be cộng be này, bị bắt, bị buộc phải tiêu xài cái gì đó đó, bị buộc phải tiêu xài đó. Rồi tiếp nha,
Rồi, câu này à, mình nhìn vô mình thấy cái gì đây, à thấy chữ is ở đây đó, to be. Nhìn vô câu mình phải xác định được is cái gì đó. À, ví dụ của mình bắt đầu từ đây cho tới, à đây có chữ liên từ and nữa, và phía sau có chữ forward, đây là động từ ha. À, chuyển tiếp, forward là chuyển tiếp. À, thì to forward nè. À, câu này là câu dạng câu có hai vị ngữ nha các bạn, bữa mình có nói rồi ha. Thì vị ngữ hai của mình đó là từ đây, à vị ngữ một mình nó từ đây cho tới đây, vị ngữ hai của mình là từ đây. À, chữ forward này nó mô tả cho chữ has to, phải chuyển tiếp cái gì đó. À, has to. À, vị ngữ hai và vị ngữ một đều hỗ trợ, nghĩa mô tả cho cái chủ ngữ này, cái khúc này là chủ ngữ của mình đó. Rồi tiếp nè. Rồi câu này mình sẽ thấy à to be ở đây đúng không, rồi to be ở đây nó là vị ngữ rồi. Rồi sau đó là verb in nè, verb in nè, verb in nè, thấy không? À thì những cái verb in này nó không thể làm vị ngữ được, mà nó đóng vai trò là mô tả cho cái chữ busy này, tính từ này. À, thì cực kỳ bận rộn, ai đó thì cực kỳ bận rộn làm cái gì đó. À, cực kỳ bận rộn trong việc đọc những cái bằng chứng nè. À, rồi biên tập, biên soạn nè. Đó những cái verb in này nó bổ nghĩa, nó mô tả cho cái chữ busy này ha. Rồi câu này, rồi câu này mình sẽ thấy cái chữ should ở đây nè. À, should, cho nên mình sẽ biết được đây, từ đây cho đây nó là vị ngữ của mình. Và ở đây mình thấy có chữ liên từ and nè đó. Tiếp theo nó là be able to answer. À, be able là một cụm ha, cụm đi liền với nhau. Be able nó giống như là chữ can vậy đó. Be able này bằng như là chữ can ha. À, chữ can. À, có thể. À, có thể trả lời cái gì đó, anh answer trả lời cái câu hỏi. À, đây là cái dạng mà câu có hai vị ngữ, đây là vị ngữ hai. À, cho nên cái chỗ này vị ngữ hai, vị ngữ một đều bổ cho nghĩa cho cái chữ speaker này đó. Rồi và ở đây là cái dạng này, mình nhìn xuống mình sẽ loại bỏ được một số đáp án nữa. À, tại vì mình biết ở đây là vị ngữ một của mình rồi đúng không, cái khúc này là vị ngữ một, cái chỗ trống của mình là nằm ở vị ngữ một. À, và trong câu nó trừ như thế này thì mình không thể nào điền một cái vị ngữ vào đây được nữa, tại vì một vế nó chỉ có thể có một vị ngữ thôi, mà vị ngữ của mình nó bắt đầu từ đây rồi. Nếu như một vế mà có muốn có hai vị ngữ, một câu mà muốn có hai vị ngữ thì nó phải liên kết với nhau bằng liên từ, ở giữa nó phải có liên từ thì nó mới có hai vị ngữ giống như vậy được đó. Còn này không có liên từ rồi, câu vế một nó không có liên từ gì hết rồi. À, cho nên ở đây mình không thể nào điền cái vị ngữ vô đây được. Mình nhìn xuống đáp án mình sẽ loại bỏ được một số cái câu hỏi này, một số cái câu trả lời. À, cái câu này là bỏ nè, tại vì thấy chữ have presented nó là dạng vị ngữ ở thì hiện tại hoàn thành. À, hoặc là present là thì hiện tại đơn. À, đó cho nên mình sẽ loại bỏ những cái nào làm vị ngữ, mà mình chỉ giữ lại những cái đáp án là to present hoặc là presenting, nó là một trong hai cái này thôi. À, mà ở đây đáp án của mình là mình thường sau nó là be prepared. À, nó là prepare to do something, chuẩn bị để làm cái gì. À, được chuẩn bị để làm cái gì. À, thì ở đây đáp án của mình là to present. À, nhớ cấu trúc là prepare to do something thì các bạn làm rất lẹ, còn nếu không nhớ thì các bạn sẽ loại trừ theo cái phương pháp, theo cái cấu, theo cái ngữ pháp là to verb và verb in. À, to verb và verb in không làm vị ngữ trong câu, mà câu này chỗ này không thể nào làm đóng đóng vị ngữ được. À, cho nên bỏ cái vị ngữ, chỉ giữ lại những cái này thôi đó ha. Rồi còn câu này, cũng như vậy nè, mình sẽ thấy chữ provide nè, provide là động từ đúng không, cung cấp đúng không, nhưng mà trước đó nó có một chữ help nè. À, đó là will help nè. Đây là trợ động từ will. Will help thì từ đây trở đi nó là vị ngữ của mình, còn chữ provide đây nó không phải là vị ngữ mà nó đóng vai trò là mô tả cho cái chữ help này. À, rồi giúp, cái gì đó, giúp sẽ giúp cung cấp một cái gì đó cho ai đó, thấy không? Đó. Thì động từ chính của mình là help trong câu, và vị ngữ của mình từ đây, đằng trước của mình sẽ là chủ ngữ, cho nên đằng trước mình chủ ngữ thì ở đây mình sẽ không thể nào điền một cái vị ngữ vô được nữa, mà mình nhìn xuống đáp án mình sẽ thấy cái này là dạng vị ngữ thì hiện tại hoàn thành, cái này là dạng vị ngữ thì hiện tại đơn.
À, cho nên mình sẽ bỏ hai cái đáp án này, nó chỉ có thể là seeking hoặc là being sought thôi. À, rồi đó đó là những cái ví dụ về cái dạng mà two verb và verb in mà mình hay gặp. À, mình áp dụng cái kiến thức này để mình có thể loại bỏ được một số đáp án, hoặc là mình có thể nhìn nhận nhanh ra trong câu chỗ nào là vị ngữ và chỗ đó nó thiếu cái gì ha. Đó. Rồi thì ở video sau á mình sẽ nói một cái dạng mà mình rất hay gặp, đó là dạng câu bị động và câu chủ động mà mình rất 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 hay gặp và rất hay dễ nhầm lẫn khi mà đi thi thì làm bài ha. Đó thì ở sau bài sau á, mình sẽ nói về câu bị động và câu chủ động. Còn cái phần video ngày hôm nay thì tới đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn theo dõi ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.